Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Dược Tụ Biến Trong video ngày hôm nay mình sẽ trình bày về các thuốc lợi tiểu Như chúng ta đã biết, tất cả các chất làm tăng khối lượng nước tiểu đều được coi là có tác dụng lợi tiểu Ví dụ như chúng ta uống nước nhiều, làm đái nhiều Xong, nếu chỉ như vậy thì không giải quyết được phù là tình trạng ứ động natri cộng ở dịch ngoại bào Cho nên, thuốc lợi niệu phải là thuốc làm tăng thải trừ natri cộng Kèm theo là thải trừ nước lấy từ dịch ngoại bào để hiểu rõ cơ chế và tác dụng không mong muốn của thuốc lợi niệu cần nhắc lại quá trình vận chuyển một số ion khi qua thận mỗi quả thận người chứa khoảng 800 cho đến 1 triệu nephron mỗi nephron chứa một chùm mao mạch kinh cầu thận được gọi là cầu thận quá trình lọc máu diễn ra tại đây cầu thận được cấu tạo bởi một mạng lưới mao mạch xếp song song bao quanh bởi bao Bowman máu vào trong Bowman gọi là dịch lọc cầu thận sau khi lọc vào bao Bowman, dịch lọc cầu thận được chuyển liên tục vào hệ thống ống thận của Nephron gồm ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa và ống góp. Khi dịch lọc đi qua hệ thống ống thận, tại các tế bào biểu mô của ống thận sẽ xảy ra các quá trình tái hấp thu và bài tiết một số chất để biến dịch lọc cầu thận thành nước tiểu. Quá trình tái hấp thu và bài tiết xảy ra khác nhau ở mỗi giai đoạn của ống thận. Đầu tiên là tái hấp thu và bài tiết ở ống lượn gần đây chính là nơi chủ yếu diễn ra sự tái hấp thu của ống thận. Ở đây, tái hấp thu hoàn toàn gluco, protein, axit amin, acetoacetat, vitamin, vân vân. Tái hấp thu khoảng 65 cho đến 70% các chất hòa tan như nước, natri cộng, kali cộng, Cl trừ, HCO3 trừ, ure, creatinine, vân vân. Bài tiết ion H và NH3 Tiếp theo là tái hấp thu ở quai Henle. Tại nhánh xuống của quai Henle, nước được tái hấp thu đơn thuần, không kèm theo điện giải, nước tiểu lúc này ngày càng ưu trương. Tại nhánh lên của quai Henle, thì natri cộng tiếp tục được tái hấp thu khoảng 15 cho đến 20% theo cơ chế đồng vận chuyển, một natri cộng, một kali cộng và hai cela trừ nước ở đây không thấm qua được, trong khi natri cộng được tái hấp thu nên nước tiểu dần trở thành nhược trương. Vì thế, phần cuối của nhánh lên và phần đầu của ống lượn xa được gọi là đoạn pha loãng. Tiếp theo là tái hấp thu ở ống lượn xa. Tại đây thì tái hấp thu natri khoảng 0 cho đến 10% phụ thuộc vào bài xuất H cộng và K cộng. Phần cuối cùng là ống góp, tại đây chủ yếu là tái hấp thu nước. Tính hấp thu nước phụ thuộc vào ADH, hormone chống bài niệu của thủy rau thiên nhiên. Với sự có mặt của ADH thì ống góp thấm nước mạnh, nước được tái hấp thu không kèm theo ion, nước tiểu cô đặc và trở nên yêu trương. Khi không có ADH thì ống góp không thấm nước, nước tiểu từ ống lượn xa đến vẫn giữ ở trạng thái nhược trương trong ống góp. Các thuốc lợi tiểu tác động vào các quá trình tái hấp thu và bài tiết xảy ra ở mỗi đoạn của ống thận. Mình sẽ chia các thuốc trong nhóm thành làm loại. Đầu tiên là các chất ức chế carbonic anhydrase. Tiếp theo là các thuốc lợi tiểu quai, các thuốc lợi tiểu thiazid, các thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali và cuối cùng là các thuốc lợi tiểu thẩm thấu. Đầu tiên là các thuốc ức chế enzyme carbonic anhydrase, viết tắt là CA. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về quá trình tái hấp thu bicarbonate ở ống lượn gần. Đầu tiên, H cộng giải phóng từ tế bào ống thận ra lòng ống, trao đổi với ion natri cộng đi vào tế bào ống thận. Tiếp theo đó, nhờ vào bơm natri kali, natri được tái hấp thu. Tại lòng ống thận, H cộng kết hợp với HCO3 trừ tạo thành axit carbonic H2CO3. Axit carbonic tiếp tục được chuyển đổi thành CO2 và H2O dưới sự xúc tác của enzyme CA. Tiếp theo, CO2 được tiếp tục đi vào tế bào ống thận bằng cách vận chuyển thụ động. CO2 lúc này sẽ kết hợp với H2O nội bào thành axit carbonic nhờ sự xúc tác của enzyme CA. Tiếp tục, axit carbonic sẽ phân ly thành H+ và HCO3 và tiếp tục lặp lại quá trình giải phóng H+ như đã trình bày ở trên. Bên cạnh đó thì HCO3 sẽ được tái hấp thu. Khi CA bị phong tỏa, lượng H cộng bài xuất bị giảm nên natri cộng không được tái hấp thu, thay trừ ra nước tiểu dưới dạng bicarbonate, kéo theo nước lên lợi niệu. Mặt khác, do sự bài xuất tranh chấp giữa H cộng và K cộng, khi thiếu H cộng sẽ tăng thải trừ K cộng. Tóm lại, thuốc trong nhóm này làm tăng thải trừ đã cộng, K cộng và bicarbonate, do đó làm giảm kali máu và gây nhiễm axit chuyển hóa. Ngoài ra, ở mắt và dây thần kinh trung ương có enzyme CA. Thuốc ức chế enzyme này làm giảm tuyết thủy dịch của mắt, giảm do xuất dịch não tùy và gây toàn chuyển hóa trên thần kinh trung ương. Thuốc trong nhóm này có acetazolamid vì tác dụng lợi niệu không tốt hơn các loại khác nên thuốc đã được sử dụng với mục đích khác. Ví dụ như dùng để điều trị tăng nhãn áp do thuốc làm giảm tiết dịch nhãn cầu, dùng để điều trị chứng động kinh. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu thuốc lợi niệu quai là nhóm thuốc có tác dụng rất mạnh so với các thuốc lợi niệu đã biết và vị trí tác dụng là ở đoạn phình to của nhánh lên quai Henle. Đoạn này có quá trình tái hấp thu tới 35% lượng natri cộng và sẽ của nước tiểu ban đầu. Cụ thể, natri cộng nhờ chất vận chuyển natri cộng K 2 cl mà qua màng vào trong tế bào. Các cộng hầu như quay trở lại lòng ống hoàn toàn nhờ kênh kali được điều chỉnh bởi pH nội bào quá trình quay trở lại của các cộng và tái hấp thu Cl- làm cho lòng ống mang điện tích dương dẫn tới làm đẩy dòng canxi 2 cộng, 2 cộng cả đi cộng qua gian bào vào dịch kẽ. Kết thúc lời liệu quay ức chế cơ chế đồng vận chuyển cotan foster mechanip của một đi cộng 1 k cộng và 2 Cl- -C ở đoạn phình to của nhánh lên qua henle. Vì vậy làm tăng thải trừ natri cộng Cl- -C, k cộng và tăng thải trừ canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Các thuốc trong nhóm này bao gồm bumetanide, axit ethacrinic, furosemid, torosemid. Các tác dụng phụ bao gồm mệt mỏi, chuột rút, tiền hôn mê gan và hạ huyết áp do thải trừ nhanh nước và điện giải. Có thể gây tăng axit uric, tăng đường máu giống như nhóm thiazid, do đồng tăng thải trừ magie 2 và canxi 2 cộng nên có thể gây hạ magie máu, dễ gây loạn nhịp tim và hạ canxi. Những biểu hiện khác có thể gặp như rối loạn tiêu hóa, có khi là chảy máu, giảm số lượng hồng cầu bạch cầu, rối loạn chức phận gan thận, sẩn da, tê bì. Duy nhất với nhóm này là độc tính với dây thần kinh 8 có thể gây điếc tai do rối loạn ion nội dịch. Vì vậy, không nên dùng với kháng sinh aminozid. Tiếp theo là các thuốc lợi niệu tiazid. Các thuốc trong nhóm này thì có tác dụng ức chế CA kém acetazolamide nhưng tác dụng lợi niệu nhanh hơn. Vì vậy, còn có ức chế tác dụng khác mà cơ chế còn chưa hoàn toàn biết rõ. Ở phần cuối của nhánh lên henle và phần đầu của ống đựa xa, natri và cela trừ được tái hấp thu vào tế bào ống thận nhờ cơ chế đồng vận chuyển. Tại đây, natri được tái hấp thu vào máu qua kênh natri cani ATPase. Bên cạnh đó thì cela trừ cũng được tái hấp thu vào máu. Các thuốc thiazid ức chế tái hấp thu natri cl tại vị trí đồng vận chuyển làm giảm thải trừ natri và trừ kéo theo tăng khối lượng nước và còn được gọi là thuốc lợi điệu thải trừ muối. Ngoài ra, các thuốc còn làm tăng thải trừ K cộng theo hai cơ chế: một phần do ức chế enzyme CA làm giảm bài tiết ion H cộng nên tăng thải trừ K cộng; một phần do ức chế tái hấp thu natri làm đậm độ natri tăng cao ở ống lượn xa, gây phản ứng bù trừ bài xuất K cộng để kéo natri lại. Thuốc không tài trừ bicarbonate nên không gây acid máu. Các thuốc trong nhóm này bao gồm -chlor chlor metolazone, indapamide, vân vân. Các thuốc trên ngoài tác dụng lợi niệu còn có tác dụng khác như tăng hấp thu canxi 2 cộng ở ống tận gần nên có thể sử dụng điều trị dòng canxi 2 cộng niệu và điều trị dự phòng sỏi thận. Làm hạ huyết áp trên những bệnh nhân tăng huyết áp vì ngoài tác dụng làm tăng thành trừ muối, các thuốc còn ức chế tại chỗ tác dụng của thuốc co mạch trên thành mạch như vasopressin, noradrenaline. Mặt khác, do lượng natri của mô thành mạch giảm nên dịch gian bào của thành mạch cũng giảm, làm lòng mạch rộng ra, do đó sức cản ngoại vi bị giảm xuống. Cách tranh bài tiết axit uric qua ống thận nên có thể làm nặng tình trạng của bệnh gút. Các tác dụng phụ bao gồm rối loạn điện giải, hạ natri, kali máu, gây mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, buồn nôn và chuột rút. Tăng axit máu gây ra các cơn đau của bệnh gút làm nặng thêm đái tháo đường tụy do ức chế giải phóng insulin và làm tăng bài tiết catecholamin dẫn tới tăng đường huyết làm tăng cholesterol và LDL máu khoảng 5 đến 10%. Tuy nhiên khi dùng kéo dài thì cả hai mức lại trở về bình thường. Tiếp theo là thuốc lợi niệu giữ kali máu hay giảm tài trừ kali. Đầu tiên tại ống góp, natri được tái hấp thu vào tế bào ống thận, sau đó nhờ bơm natri kali natri di chuyển ra khỏi tế bào vào kẽ và đồng thời di chuyển kali vào bên trong tế bào. Bơm natri kali ATPase tạo ra nồng độ kali nội bào cao. Lúc này, ca cộng được khuếch tán thụ động từ tế bào vào trong lòng ống. Nhìn vào sơ đồ trên, ta thấy rằng các thuốc lợi niệu ở nhóm khác làm tăng thải trừ natri sẽ dẫn tới tăng tái hấp thu natri tại ống góp, dẫn tới tăng thải trừ ca cộng. Đây là lý do tại sao các nhóm lợi niệu khác làm mất kali. Trả lời vấn đề, các thuốc trong nhóm này ức chế tái hấp thu nát cộng, làm giảm bài xuất ca cộng, do đó làm tăng thải trừ bicarbonate, làm giảm bài xuất H cộng, nước tiểu nhiễm 3 giờ. Các thuốc phải kể đến đó là aminorid và triamterene. Bên cạnh đó, thì quá trình tái hấp thu natri còn phụ thuộc vào hormone androsterone, Androsterone là một loại hormone khi đi vào tế bào ống thận sẽ liên kết với các thụ thể kích thích phiên mã các gen mã hóa kênh natri và bơm natri kali ATPase, do đó làm tăng biểu hiện của các kênh này. Nói một cách dễ hiểu là androsterone làm tăng tái hấp thu natri nước và tăng tài trừ ca cộng. Các thuốc đối kháng androsterone sẽ làm ức chế tái hấp thu natri và giảm tài trừ ca cộng. Các thuốc phải kể đến đó là spironolactone, eplerenone. Tác dụng phụ của các thuốc trong nhóm này là tăng kali huyết do tác dụng tài trừ natri yếu nên hầu như các thuốc trong nhóm này thì không được sử dụng một mình. Ngoài ra thì các thuốc đối kháng androsterone do có cấu trúc gần giống với androsterone nên khi dùng lâu có thể gây các tác dụng phụ giống hormone, cụ thể spironolactone và eplerenone sẽ kích thích các thụ thể testosterone và progesterone dẫn tới các tác dụng phụ như rối loạn kinh nguyệt, rậm lông ở nữ giới và hội chứng vô tỏ đàn ông. Nhóm thuốc tiếp theo là lợi niệu thẩm thấu. Thuốc lợi niệu thẩm thấu khi đưa vào trong máu được lọc tự do qua cầu thận không được tái hấp thu một cách dễ dàng bởi ống thận do kích thích phân tử lớn. Ví dụ như ure, mannitol, sacro, điều này làm tăng nồng độ các chất hòa tan có hoạt tính thẩm thấu ở trong lòng ống. Áp suất thẩm thấu trong lòng ống tăng sẽ làm giảm quá trình tái hấp thu và kéo theo một lượng nước lớn vào trong lòng ống để tạo nước tiểu. Bên cạnh đó thì các thuốc lợi niệu thẩm thấu hầu như không có hoạt tính dược lý. Các thuốc này thì không hoặc ít đi qua hàng rào máu não dẫn tới tăng áp suất thẩm thấu huyết tương, dẫn tới rút nước từ não và mắt, thường được chỉ định trong các trường hợp phòng ngừa đái ít sau mổ. Sau chấn thương, tăng áp lực nội sọ, tăng nhãn áp hoặc làm tăng nội niệu trong các trường hợp nhiễm độc để thải trừ chất độc và không được dùng trong các trường hợp phù ngoại biên. Hiện thuốc được sử dụng nhiều hơn cả trong nhóm này là Manitone. Cuối cùng là nhóm xanh thin. Thuốc trong nhóm này bao gồm caffeine, theobromine, theophylline. Các thuốc trong nhóm này làm tăng catecholamine và phosphodiesterase dẫn tới làm tăng AMP, làm tăng đường huyết, tăng hủy lipid và tăng hoạt động của tim mạch. Do làm tăng hoạt động của tim mạch, tăng khối lượng máu qua thận, tăng sức lọc của cầu thận, giảm hấp thu natri và clo dẫn tới tác dụng lợi niệu. Do tác dụng lợi niệu yếu nên ít khi dùng một mình như một thuốc lợi niệu, thường được kết hợp với các thuốc lợi niệu ức chế CA cho kết quả lợi niệu rõ ràng trong phù tim khi chức năng thận còn tốt. Các tác dụng phụ bao gồm bồn chồn, nôn, đau dạ dày, gây khó ngủ, với trẻ em thì có thể gây co giật. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh nhiều của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.